Được người yêu tặng quả cầu tuyết, cô gái cảm động cho đến lúc bật công tắc. Mới đây một cô gái mắt ướt mày nhòe đã đăng đoạn video khoe về món quà mà người yêu đã tặng trong dịp Giáng sinh vừa qua. Theo đó, trong đoạn video là hình ảnh một quả cầu thủy tinh với chiếc đế được sáng chế một cách rất tỉ mỉ. Bên trong quả cầu còn chứa vô vàn những hạt li ti màu trắng, khi lắc lên sẽ tạo hiệu ứng tuyết rơi trông rất đẹp. Thế nhưng, điều đặc biệt luôn nằm ở cuối cùng, bởi khi cô gái đang cảm động, muốn mở công tắc lên để nghe bản nhạc du dương tình cảm, thì bỗng tụt cảm xúc, vì bản nhạc này nó lạ lắm. Nhưng hóa ra lại cảm lạnh. Đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng nghe tới đâu là cười nghiêng ngả tới đó. Một số bình luận được để lại: này chắc là Giáng sinh ở làng địa ngục, nghe như nhà kinh dị á má ơi. Nhà sản xuất kiểu do cái loa, chứ bài hát nó không phải như vậy đâu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.